Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay shop đồ bẫy em xin phép được giới thiệu mẫu lụp đánh cúm lúm gà đồng này. Mẫu này là mẫu form đại bên em nhé. À, vâng, sao em bảo là form đại ạ? Bởi vì cái form này là kích thước rất là cao nhé. Em xin báo chi tiết của cái kích thước cho các bác biết nhé. Cái kích thước của cái lồng nhốt này này, cái chiều ngang này sẽ là 40 và chiều sâu sẽ là 36. Chiều cao của cái này sẽ là 60 nhé. Em sẽ bọc với lớp chống thúc ở đây này, trên lợp cỏ. Còn cái lợp cỏ này thì các bác có thể không lợp cỏ mà lợp vải dàn di đều được nhá, tùy theo sở thích của từng người. Còn mà chiều dài của cái mặt đập này thì em xin báo nhá, chi tiết ngang của nó sẽ là 45 và chiều dài của nó sẽ là 66 nhá. Cầu tử bên em, cầu tử quay ra này. Lưới bên em là dùng lưới đan tay này, sợi dù siêu bền nhá. Cái cầu tử này là bên em làm là kích thước là dài 50 nhá. Hiện tại cái mẫu này ấy thì bên em đang bán với giá là 2 triệu. Bao ship nhá, tặng kèm áo lụp đi kèm nhá. Bác nào quan tâm đến cái mẫu lụp này thì có thể liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé. Đấy, em sẽ quay chi tiết của cái lụp này cho các bác xem nhé. Vâng ạ. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé. Em xin chào các bác ạ.